Đã là viên kim cương chủ thì phải nổi bật, và hai bên là những viên 5 ly 4, chiếc này là 10 ly, mỗi bên 4 viên, hai bên là 8 viên. Thì Kỳ Lân làm cho Kỳ Lân đeo là vàng trắng, hai bên mỗi bên 4 viên 5 ly 4, và trung tâm là viên chủ 12 ly, nước đê xuất sắc, độ đẹp. Tất cả những thông số để cho viên kim cương này tỏa sáng một cách rực rỡ nhất thì Kỳ Lân đã chọn được cho mình, và đủ điều kiện để cho viên kim cương này đáp ứng được tiêu chí của Kỳ Lân. D, VVS1 3 Excellent quỳnh quanh ninh và chắc cắt chiều cao, độ rộng mặt bằng. Tất cả những yếu tố của một viên kim cương đẹp đã nằm ở chiếc nhẫn này, trên viên chủ này và Kỳ Lân đeo. Đơn giản, không cầu kỳ, không màu mè hoa lá huệ, không rườm rà, rất là đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Đã là viên kim cương chủ thì phải nổi bật, và hai bên là những viên 5 ly 4. Mà những viên kim cương 5 ly 4 này Kỳ Lân cũng phải chọn rất là kỹ, từ nước tất cả full chiếc nhẫn này, từ viên chủ đến những viên 54 hai bên hông này đều tất cả full nước đê, và độ sạch là full VVS1 và quỳnh quang là full 3 excellent. Nên là viên kim cương này, viên chủ kể cả những viên hai bên đều là xuất sắc tuyển chọn.